top 3 cách chữa đau dạ dày bằng quả dừa đơn giản hiệu quả nhất. Quả dừa là một loại trái cây quen thuộc phổ biến ở Việt Nam. Bên cạnh công dụng cung cấp nước, mùi dừa thơm ngon, bạn có thể áp dụng cách chữa đau dạ dày bằng quả dừa cho hiệu quả, an toàn, lành tính và tiết kiệm. Có nhiều cách dùng quả dừa chữa đau dạ dày, trong đó cách dùng nước dừa tươi hoặc dừa tươi kết hợp với nghệ tươi rất hiệu quả. Nghệ có chứa hoạt chất curcumin, giúp kháng viêm, chống lại các vi khuẩn gây bệnh, hỗ trợ làm lành tổn thương, vết loét trong thành dạ dày, ngăn tiết dịch axit và giảm đau. Để tăng cường hiệu quả điều trị bệnh dạ dày, bạn có thể áp dụng cách chữa đau dạ dày bằng quả dừa theo chỉ dẫn dưới đây các bạn nhé. Cách 1. Chữa đau dạ dày bằng dừa và nghệ tươi. Chuẩn bị 3 quả dừa xiêm, 4 củ nghệ tươi, 1 lọ thủy tinh nhỏ có nắp, 1 chiếc nồi dung tích 300ml. Thực hiện, rửa sạch 4 củ nghệ tươi, gọt bỏ lớp vỏ mỏng bên ngoài, sau đó cho vào chảy cối giã nát. Bỏ phần nghệ tươi thu được vào trong lọ thủy tinh, đậy nắp kín, bổ dừa làm đôi để lấy nước và lấy cùi, dùng dụng cụ nạo cùi dừa thành nhiều lớp mỏng, cho cùi dừa đã nạo vào trong nồi nước đun sôi trong vòng 15 phút. Sau khi nước sôi, tắt bếp, sử dụng dụng cụ lọc bỏ phần bã, lấy phần nước cốt cho vào hũ đựng thủy tinh. Mỗi lần sử dụng, bạn pha 3 thìa cà phê nước cốt dừa với 1 thìa nghệ tươi, trộn đều lại và uống 1 lần trên ngày sau bữa ăn. Nếu không chịu được vị đắng, bạn có thể pha thêm một chút đường để dễ uống hơn, thực hiện liên tục trong vòng 1 đến 2 tuần, triệu chứng đau dạ dày sẽ thuyên giảm đáng kể. Cách 2. Nấu nước dừa. Uống nước dừa nấu là cách chữa đau dạ dày bằng quả dừa dễ thực hiện và cơ thể cũng hấp thu được chất dinh dưỡng một cách hiệu quả nhất. Chuẩn bị 1 quả dừa già, 1 nồi nấu có dung tích 350ml. Cách thực hiện, bổ dừa và loại bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài, để lại lớp vỏ mỏng bên trong. Bắc nồi nấu lên bếp, cho khoảng 100ml nước vào và đặt quả dừa đã gọt vỏ vào bên trong để đun. Sau 10 đến 15 phút, nước trong nồi sôi thì tắt bếp chờ nguội. Mỗi ngày người bệnh uống 1 quả dừa khi đói, không uống quá số lượng trên, cũng không nên để dừa đã nấu chín qua đêm. Tình trạng đau dạ dày sẽ thuyên giảm sau khoảng 2 tuần thực hiện liên tục. Chữa đau dạ dày bằng quả dừa là bài thuốc dân gian được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, tác dụng của phương thuốc này còn giới hạn và chỉ phát huy công dụng với một số đối tượng mắc bệnh ở trường hợp nhẹ. Ở những trường hợp nặng hơn, bạn cần tiến hành thăm khám kịp thời tại các cơ sở uy tín để được các bác sĩ hướng dẫn những phương pháp xử lý bệnh phù hợp hơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.